Ba cựu thị trưởng nổi tiếng đang ganh đua nhau để thay thế bà Thái Anh Văn làm tổng thống và dẫn dắt Đài Loan vượt qua một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử của hòn đảo này. Cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan sẽ được tổ chức vào tháng 1 năm 2024. Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được điều mà ông Tập Cận Bình gọi là thống nhất. Các đảng chính trị chính của Đài Loan và đại đa số người dân hòn đảo bác bỏ viễn cảnh bị Bắc Kinh cai trị các đảng chính trị chính ở hòn đảo cũng vậy, nhưng có sự khác biệt lớn trong kế hoạch bảo vệ Đài Loan giữa các đảng này. Hiện tại, cả đảng Dân Tiến Cầm Quyền DPP và đảng đối lập Quốc Dân Đảng KMT đều phản đối việc thống nhất với Trung Quốc, nhưng Quốc Dân Đảng nói rằng cách tốt nhất để tiến tới hòa bình là có quan hệ thân thiện hơn với Trung Quốc. Quốc Dân Đảng cáo buộc đảng Dân Tiến làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh. Trong khi đó, đảng Dân Tiến cho biết Bắc Kinh đang có ý định thay đổi hiện trạng, yêu cầu Đài Loan dựa chọn giữa đầu hàng hoặc bị thôn tính bằng vũ lực. Đảng của bà Thái Anh Văn đã dành nhiều năm để củng cố các mối quan hệ quốc tế của Đài Loan khi Bắc Kinh không ngừng đe dọa hòn đảo bằng nhiều biện pháp. Theo báo Guardian của Anh, trong bối cảnh nguy cơ Bắc Kinh xâm lược Đài Loan ngày càng gia tăng, câu hỏi ai sẽ lãnh đạo Đài Loan từ năm 2024 là rất quan trọng, không chỉ đối với cư dân của hòn đảo mà còn đối với cả thế giới. Cuộc chạy đua giành chức Tổng thống với cơ bản là sự cạnh tranh giữa ông Hậu hữu Nghi của quốc dân đảng và ông Lại Thanh Đức của Đảng Dân Tiến. Nhưng cũng có khả năng cuộc đua còn có sự tham dự của cựu thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Chiết, ứng viên Lại Thành Đức của Đảng Dân Tiến. Tổng thống Thái Anh Văn phải từ chức khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai theo quy định của Hiến pháp Đài Loan. Ứng cử viên của Đảng Dân Tiến, ông Lại Thanh Đức, giữ chức Phó Tổng thống từ năm 2019. Cựu chuyên gia y tế công cộng 63 tuổi đã tham gia chính trường từ năm 1996. Ông từng giữ chức thị trưởng Đài Nam. Nếu ông giành chiến thắng vào tháng 1 năm 2024, thì đây sẽ là lần đầu tiên một đảng nắm quyền cả ba nhiệm kỳ liên tiếp kể từ khi cuộc bầu cử dân chủ bắt đầu vào năm 1996. Ông Lại được nhiều người dân Đài Loan ủng hộ. Vào năm 2014, ông được bầu làm thị trường Đài Nam với tỷ lệ phiếu bầu kỷ lục 72,9%. Đây là lần thứ hai ông tham gia cuộc đua chức Tổng thống. Ông Lại Thanh Đức tích cực vận động cho đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Tiến năm 2019 nhưng đứng thứ hai, sau bà Thái Anh Văn, ông lại sau đó hợp tác với bà Thái với tư cách là ứng cử viên phó tổng thống. Báo The Garden cho biết, ông được cho là ủng hộ sự độc lập của hòn đảo hơn so với bà Thái Anh Văn. Điều này đã làm dấy lên một số lo ngại về việc liệu nhiệm kỳ tổng thống của ông lại có thể làm trầm trọng thêm sự căng thẳng giữa hai bờ eo biển hay không. Vào năm 2017, ông tự mô tả mình là một người làm việc thực dụng cho nền độc lập của Đài Loan. Nhưng sau đó, ông đã thay đổi lập trường và hiện đang tuân theo công thức thận trọng hơn của bà Thái đối với Đài Loan. Ông lại nói vào tháng 4 rằng chúng ta phải thống nhất tiếp tục củng cố Đài Loan, bảo vệ tiền tuyến dân chủ và bảo đảm an ninh của Đài Loan. Ông Văn Thiên Tường, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Quốc giáo cho biết sự kết hợp giữa lập trường thận trọng như hiện tại và cứng rắn trong quá khứ đã mang lại lợi thế cho ông lại Thành Đức. Ông Văn nói đối với phe độc lập của Đảng Dân Tiến, ông lại luôn là đứa con yêu quý của họ. Đối với phe ôn hòa của Đảng Dân tiến, động thái gần đây của ông lại chỉ đơn thuần là theo bước chân của tổng thống Thái Anh Văn. Ứng viên Hậu Hữu Nghi của Quốc dân Đảng. Theo The Guardian, ông Hậu Hữu Nghi là một nhân vật chính trị ôn hòa nổi tiếng. Ông đã trở thành thị trưởng của thành phố Đài Bắc mới vào năm 2018 và được bầu lại vào tháng 11 năm 2022. Người đàn ông 65 tuổi này đã trải qua 3 thập niên làm cảnh sát và tham gia một số vụ án cấp cao. Kể cả trong thời kỳ độc tài của Đài Loan, ông là thành viên của quốc dân đảng từ năm 1975. Ông Hậu được coi là một lựa chọn thực tế cho quốc dân đảng với cơ hội tốt nhất để đoàn kết cơ sở của họ với những cử tri trẻ tuổi mà họ đang rất cần. Quốc dân đảng vẫn ủng hộ lập trường một Trung Quốc, nhưng ngày càng có nhiều người Đài Loan, đặc biệt là những người trẻ tuổi, không còn coi mình là người Trung Quốc nữa. Ông Hậu đã được một số người mô tả là người có sức lôi cuốn, nhưng lại có ít thành tích về chính sách đối ngoại. Ông Hậu từng tuyên bố rằng ông phản đối cả Đài Loan độc lập và một quốc gia hai chế độ, cơ cấu quản trị do Bắc Kinh đưa ra nếu họ cai trị Đài Loan. Chuyên gia Văn Thiên Tường cho rằng một vài tuyên bố của ông Hậu về tình trạng chính trị của Đài Loan dường như mang lại sự chấn an cho Bắc Kinh rằng ông không có ý định đi lạc khỏi lập trường chính thống của quốc dân đảng vốn mềm mỏng với chính quyền Trung Quốc. Ông Trần Phương Ngung, trợ lý giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Đông Ngô ở Đài Loan cho rằng ông Hậu Hữu Nghi sẽ tuân theo lập trường của quốc dân đảng. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Trần, chính sách đối ngoại của ông Hậu hiện là một tờ giấy trắng. Ông Trần Phương Ngung nói, tôi suy đoán rằng với chính sách đối ngoại truyền thống của quốc dân đảng, ông ấy sẽ không thấy cần phải hợp tác nhiều với Mỹ và sẽ quan tâm hơn đến việc đàm phán với Trung Quốc. Ứng viên Kha Văn Chiết của Đảng Nhân dân Đài Loan Ông Kha Văn Chiết, thành lập Đảng Nhân dân Đài Loan vào năm 2019, đảng này đã chính thức công bố ứng viên tổng thống của mình. Theo ông Trần Phương Ngung, ông Kha là một nhân vật nổi tiếng, nhưng các chính sách của ông, đặc biệt là về quan hệ xuyên eo biển, đang ở trong tình trạng mơ hồ, ông Trần nhận định. Chính sách đối ngoại của ông ấy gần với quốc dân đảng hơn, thái độ của ông ấy đối với Hoa Kỳ rất thất thường. Ông ấy liên tục nhấn mạnh rằng ông là một ứng cử viên có thể chấp nhận được với Trung Quốc, nhưng ông cũng không chống Mỹ, ông ấy ở giữa cả hai. Ông Kha đã kêu gọi tăng cường khả năng quân sự của Đài Loan cũng như tăng cường trao đổi văn hóa xuyên eo biển. Ông cũng tuyên bố hiện trạng độc lập là lựa chọn thực tế duy nhất, bất chấp âm mưu xâm lược của Bắc Kinh. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với báo Nikkei Asia, ông đã cáo buộc Quốc dân Đảng là quá bảo thủ, còn Đảng dân tiến là ủng hộ chiến tranh. Vào tháng 4, ông có chuyến công du 3 tuần tới Hoa Kỳ, một phần để giới thiệu đảng của ông với các nhân vật cấp cao ở đó. Ông David Fell, giám đốc trung tâm nghiên cứu Đài Loan tại Đại học Soa ở London, nói với Guardian vào tháng trước rằng, quan điểm của Hoa Kỳ về các ứng viên tổng thống là điều mà rất nhiều cử tri ở Đài Loan chú ý. Như ông Kha không quá thân với Mỹ, ông Kha nói với Nikkei Asia rằng ông sẽ xem Nhật Bản và Singapore như những ví dụ về cách đối phó với áp lực từ Trung Quốc và Mỹ. Trong khi đó, ông Văn Thiên Tường cho rằng ông Kha có khả năng đắc cử tổng thống, nhưng với các cuộc thăm dò cho thấy, với tỷ lệ ủng hộ, chỉ ở mức từ 15 đến 20%, khi ông ấy đủ mạnh để trở thành người phá ngang, ông Văn nhận định. Việc ứng cử của ông Kha khiến cuộc bầu cử tổng thống trở thành một cuộc chạy đua tay ba và khiến nó ít có khả năng trở thành một cuộc bầu cử đơn lẻ hoặc một cuộc trưng cầu dân ý rõ ràng về chính sách với Trung Quốc. Theo tin tức từ tạp chí Kaizen, vào ngày 20 tháng 5, các sinh viên sinh sau năm 2000 từ Đại học Công nghệ Chiết Giang đã thành lập một nhóm khảo sát trong hơn một năm qua và đến các cộng đồng, trường mẫu giáo, bệnh viện dành cho phụ nữ và trẻ em ở nhiều khu vực khác nhau của Chiết Giang để tiến hành nghiên cứu đối với thanh niên và trung niên từ 18 đến 35 tuổi. Tổng cộng có 1.466 phiếu điều tra hợp lệ được thu thập. Kết quả cho thấy gần 80% người dân có ý muốn sinh con và lý do chính là thích trẻ con. Về vấn đề này, một cư dân mạng Weibo chế giễu, đúng là ai cũng muốn yêu đương, muốn kết hôn, muốn sinh con, 80% là sự thật, nhưng mọi người thật sự không thể yêu, không thể kết hôn và không thể sinh con, 80% điều này cũng là sự thật. Con cái có phúc của con cái, không có con thì tôi cũng hưởng phúc, đây mới là suy nghĩ thật sự của hơn 80% các bạn trẻ. Một số người khác trêu chọc, nên đến bệnh viện hiếm muộn để điều tra, khả năng có thể đạt được là 98% có hơn chục côn đồ trong làng của tôi, họ đều muốn kết hôn sinh con, nhưng ai sẽ kết hôn với họ? Có rất nhiều người mong muốn có một đứa con, nhưng cuộc sống quá khó khăn nên đành rút lại tâm nguyện. Ngoài ra, tờ Thời báo Kỹ thuật số Trung Quốc đã xuất bản một bài vào ngày 23 tháng 5 với tiêu đề Madison tin tức về việc những người trẻ tuổi sẵn sàng có con, khu vực bình luận hoàn toàn trái ngược. Trong đó nói rằng nhóm điều tra do Đại học Công nghệ Chiết Giang thành lập chủ yếu lấy dữ liệu từ các cộng đồng, trường mẫu giáo, bệnh viện dành cho mẹ và trẻ em ở nhiều vùng khác nhau của Chiết Giang để tiến hành điều tra. Bài báo đặt câu hỏi, các cộng đồng nhà trẻ bệnh viện, mẹ và trẻ em, hầu hết những người có con sẽ tập trung ở đó. Nếu bạn đến những nơi này để điều tra xem liệu những nhóm đó có mong muốn sinh con không, chẳng phải tương đương với việc hỏi mọi người trên tàu xem họ đã mua vé chưa hay sao. Ai cũng sinh con rồi, làm sao không thích trẻ con được. Ai cũng có con rồi, chẳng lẽ lại không muốn có con sao? Bài báo chỉ ra rằng khi tin tức về cuộc điều tra này được đưa ra, một số phương tiện truyền thông cũng đã tiến hành cuộc điều tra tương tự trên internet, nhưng kết quả điều tra lại hoàn toàn trái ngược với kết quả điều tra trên. Với câu hỏi bạn có muốn có con không, 19.000 người trả lời là không và chỉ 2.591 người trả lời là có. The Paper đưa tin vào ngày 24 tháng 5 rằng trang web nhà từ thiện Trung Quốc đã báo cáo rằng họ biết được từ một số bệnh viện cơ sở rằng số lượng phụ nữ mang thai đang giảm trong năm nay. Một số bác sĩ cho biết số lượng này đã giảm 1/3. Một, một bác sĩ khoa sản phụ tại bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở một huyện thuộc tỉnh Quý Châu cho biết số ca sinh tại bệnh viện đã giảm gần 30% so với cùng kỳ. Bác sĩ sản phụ tại một bệnh viện ở tỉnh Hà Nam cũng nói rằng hiện số sản phụ đến khám sản khoa đã giảm hẳn so với những năm trước. Giờ hầu như không phải xếp hàng chờ khám sản nữa, khoa sản cũng yên tĩnh hơn nhiều. Một bác sĩ khác tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang cho biết số ca sinh tại bệnh viện đã giảm hơn một nửa trong năm nay. Trước đây, 7 hoặc 8 ca sinh một ngày, bây giờ vài ngày mới có một ca. Trang tin tức của Ukraine ngày 24 tháng 5 cho biết, quân đội Ukraine đã bắt được 6 lính Nga truyền thông Ukraine đăng kèm một video ngắn cho thấy những binh lính Nga bị bắt đang ngồi trên một chiếc xe ô tô và bị bịt mắt. Những người lính Nga này có thể sẽ được thả trong cuộc trao đổi tù binh trong tương lai với phía Moscow. Trang tin của Ukraine không cung cấp thông tin về những nơi lính Nga bị bắt. Chuyển sang một diễn biến khác, truyền thông Ukraine ngày 24 tháng 5 đưa tin pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy xe Kama của Nga bằng pháo M777 theo trang tin Ukraine, lực lượng trinh sát trên không của Ukraine đã phát hiện ra chiếc xe tăng Kama của quân sự Nga và truyền dữ liệu cho các xã thủ. Pháo binh Ukraine đã phá hủy xe Kama với sự trợ giúp của pháo M777. Liệu pháo M777 là một trong số các vũ khí mà Mỹ viện trợ cho Ukraine. M777 là liệu pháo được bộ phận hệ thống chiến đấu toàn cầu thuộc tập đoàn quân sự BAE System của Anh chế tạo. Pháo có khối lượng 4,2 tấn chiều dài khi hành quân là 9,5m và khi tác chiến là 10,7m, trong đó chiều dài nòng là 5,08m. Khả năng nâng góc nòng của M777 nằm trong khoảng từ 0 đến 71,7 độ và kiếp chiến đấu sẽ cần 7 đến 8 binh sĩ. Tốc độ bắn của M777 nằm trong khoảng từ 2 đến 7 phát một phút. Thông tin được trang Army Technology đăng tải cho biết M777 được lắp hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số để dẫn hướng, chỉ điểm và tự định vị mục tiêu. Nhờ vậy, khả năng bắn chính xác và phản ứng từ kiếp chiến đấu pháo M777 sẽ được nâng cao hơn. Phát ngôn viên tình báo quốc phòng Ukraine Andriy Usov cho biết, tại khu vực Bengorod, chính quyền Nga tiếp tục hoảng loạn. Ngoài ra, tuyên truyền của Nga đã đổ vỡ sau các sự kiện ở khu vực này. Trang UNN ngày 24 tháng 5 dẫn lời ông Usov nói rằng, Tình báo Ukraine biết mọi thứ đang xảy ra ở Bengorod. Hiện tại, chính quyền Nga vẫn hoảng loạn, hỗn loạn và không chắc chắn. Phát biểu của ông Yusuf được đưa ra sau khi quân đoàn tình nguyện Nga và quân đoàn tự do nước Nga thực hiện các vụ tấn công ở Belgorod vào ngày 22 tháng 5. Quân đội Nga đã thông báo bao vây và đẩy lùi các nhóm vũ trang trên. Ông Yusuf nói, thông tin này chưa được xác nhận, đây là những lời giả mạo tuyên truyền được thực hiện vội vàng, không có gì hơn. Có rất nhiều điều buồn cười, trên thực tế, tuyên truyền của Nga đã bị phá vỡ sau các sự kiện ở Belgorod. Cả thế giới đã thấy một cuộc đối đầu thực sự trong nước Nga, giữa những người ủng hộ tự do và một chế độ tội phạm đang diễn ra ở Nga. Chỉ huy lực lượng dân quân người Nga ngày 24 tháng 5 cho biết nhóm của ông sẽ sớm tiến hành nhiều cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Denis Kaputin, người tự nhận mình là chỉ huy của quân đoàn tình nguyện Nga RVC, đã nói chuyện với các phóng viên một ngày sau khi Moscow cho biết họ đã đẩy lùi cuộc đột kích của quân đoàn tình nguyện Nga RVC và quân đoàn tự do Nga vào khu vực Benkorod. Kip cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi các công dân Nga và đó là xung đột nội bộ của Nga. Kapustin cho biết hai trong số các chiến binh của ông đã bị thương nhẹ và tổng thiệt hại của phía ông trong chiến dịch là hai người chết và 10 người bị thương. Trong khi đó, Moscow tuyên bố họ đã giết hơn 70 người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Kapustin cũng cho biết các chiến binh đã lấy một chiếc xe bọc thép và súng chống máy bay không người lái của Nga làm chiếm lợi phẩm. Kapustin nói Tôi nghĩ mọi người sẽ gặp lại chúng tôi ở phía đó. Tôi không thể tiết lộ những điều sắp tới. Tôi thậm chí không thể tiết lộ phương hướng. Biên giới khá dài. Tuy nhiên, một lần nữa, sẽ có một điểm mà mọi thứ sẽ trở nên rất nóng. Ông Kapustin đã nhiều lần được hỏi về thông tin lực lượng dân quân của ông đã sử dụng thiết bị quân sự của Hoa Kỳ nhằm giúp Ukraine tự vệ trước cuộc xâm lược của Nga. Nhưng ông từ chối trả lời trực tiếp. Kapustin nói, tôi biết chính xác mình lấy vũ khí từ đâu, đáng tiếc là không phải từ các đối tác phương Tây. Ông Kapustin cho biết thêm rằng các thiết bị quân sự của phương Tây đã bị Nga thu giữ trong trận chiến giành Bakhmut và những thiết bị đó có thể được mua trên thị trường chợ đen. Kapustin nói rằng Ukraine chỉ hỗ trợ quân đoàn tình nguyện Nga về thông tin, xăng dầu, thực phẩm và thuốc men. Và tất nhiên, quân đội Ukraine đã tiếp nhận những người bị thương của chúng tôi, nhưng bất cứ điều gì hơn thế này sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Mọi quyết định của chúng tôi đưa ra, bên ngoài biên giới quốc gia là quyết định của riêng chúng tôi, Rõ ràng là chúng tôi có thể nhờ các bạn Ukraine của mình hỗ trợ trong việc lập kế hoạch. Quân đoàn tình nguyện Nga cho biết họ được thành lập bởi những người Nga chiến đấu cho Ukraine và chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin. Kapustin nói, kế hoạch tương lai của chúng tôi là vùng lãnh thổ mới của Liên bang Nga mà chúng tôi chắc chắn sẽ bước vào. Mọi người nên kiên nhẫn một chút và đợi vài ngày. Liên đoàn chống phỉ bán có trụ sở tại Hoa Kỳ đã mô tả Kapustin là một người Nga theo chủ nghĩa tân quốc xã đã sống ở Đức trong nhiều năm. Kapustin cho biết nhóm của ông thuộc phe cánh hữu. Khi được hỏi liệu ông có phiền lòng khi bị gán cho nhãn là Đức Quốc xã hay không, ông nói rằng ông không nghĩ rằng đó là một sự xúc phạm. Tôi có quan điểm của mình, đó là quan điểm yêu nước, quan điểm truyền thống, quan điểm cánh hữu. Các vị biết đấy, các vị sẽ không bao giờ thấy tôi vậy la cờ có hình chữ thập ngoặc. Các vị sẽ không bao giờ thấy tôi giơ tay ra hiệu Hitler. Vậy tại sao các vị lại gọi tôi như vậy? Ông Yevgeny Prigozhin cho biết 10.000 tù nhân của Wagner đã thiệt mạng tại chiến trường Ukraine. Ông Prigozhin nói, ngày 23 tháng 5 theo giờ địa phương, tôi đã tuyển mộ 50.000 tù nhân, 20% trong số đó đã tử trận. Ông Prigozhin cho biết, các thành viên ký hợp đồng với Wagner theo cách thông thường cũng chịu tỷ lệ tử vong tương tự, song ông không nêu con số cụ thể. Lãnh đạo Wagner cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov không đủ năng lực dẫn tới tổn thất quá lớn ông còn kêu gọi giới chức quân đội nga gửi con cái của họ ra mặt trận. Lãnh đạo Wagner nói, hàng chục nghìn người đã chịu nỗi đau mất người thân, mà có lẽ con số đó có thể lên tới hàng trăm nghìn người. Chúng ta không thể né tránh sự thật này. Theo chủ Wagner, lực lượng của ông sẽ rút khỏi thành phố Bakhmut trước ngày 1 tháng 6 và chuyển giao quyền kiểm soát cho quân đội chính quy nga. Ông Prigozhin ngày 20 tháng 5 tuyên bố Wagner đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Điều này được nga xác nhận. Song phía Ukraine bác bỏ, ký tuyên bố lực lượng của họ vẫn tiếp tục bám trụ chiến đấu tại khu vực ngoại ô phía tây Bắc Mút, dù tình hình rất khó khăn. Quân đoàn tình nguyện Nga, một tổ chức vũ trang bên trong nước Nga nhưng chống lại Tổng thống Putin, và quân đoàn nước Nga tự do ngày 24 tháng 5 đã tổ chức một cuộc họp báo sau khi họ tiến hành chiến dịch đặc biệt ở vùng Bangorod của Nga. Trong một video đăng trên Telegram bởi tài khoản Freedom, chỉ huy của quân đoàn tình nguyện Nga với mật danh Wirex tuyên bố Chiến dịch của họ đã thành công vì họ đã tiến vào lãnh thổ Nga gần như không gặp cản trở lớn nào. Vì chỉ huy cho biết họ có hai người bị thương và không có ai thiệt mạng. Tại trạm kiểm soát Gryvoron, họ đã chiếm được một chiếc xe bọc thép chở lính, một số vũ khí nhỏ và các thiết bị khác từ quân Nga. Khi được hỏi rằng họ trang bị cho mình những chiếc xe bọc thép từ đâu, vị chỉ huy với mật danh White Rex nói rằng họ đã mua chúng từ một cửa hàng quân sự. Theo hãng tin AP, Nhật Bản đã bàn giao 100 chiếc xe quân sự cho Ukraine, bao gồm cả xe tải và xe địa hình. Báo cáo cho biết, các phương tiện đã được bàn giao cho Ukraine trong một buổi lễ chính thức ngày 24 tháng 5. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, Nhật Bản đã cung cấp cho Ukraine áo chống đạn, mũ cối, mặt nạ phòng độc, quần áo bảo hộ, máy bay không người lái và thực phẩm. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Tashiro Ino đã trao một tài liệu cho đại sứ Ukraine Shehi Kosansky trong đó liệt kê các loại phương tiện được viện trợ. Phía Nhật Bản cho biết số lượng phương tiện chính xác và thời gian vận chuyển đã được hoàn thiện. Giới chức khu vực Crimea do Nga kiểm soát đã tịch thu tài sản của các tài phiệt và chính trị gia Ukraine trên bán đảo này, trong đó có căn hộ của đệ nhất phu nhân Olena Zelenska. Lãnh đạo Crimea Sergei Aksyonov ngày 24 tháng 5 thông báo quốc hữu hóa hơn 130 bất động sản liên quan đến Ukraine, gồm rạp phim, nhà máy, trung tâm mua sắm, nhà máy rượu vang và ngân hàng. Trong số bất động sản bị tịch thu, có cả căn hộ cao cấp thuộc sở hữu của đệ nhất phu nhân Ukraine, Olena Zelenska. Căn hộ của bà Zelenska gồm 3 phòng ngủ nằm gần thành phố nghỉ dưỡng Anta, ước tính trị giá 800.000 đô la Mỹ. Căn hộ này được mua lại từ một doanh nhân vào năm 2013 với giá gần 164.000 đô la. Chủ tịch cơ quan lập pháp Crimea Vladimir Konstantinov cho biết tài sản tịch thu sẽ được giao bán và dùng khoản tiền đó giúp đỡ gia đình các binh sĩ thiệt mạng trong chiến sự. Hồi tháng 2, Crimea cũng thông báo tịch thu 500 bất động sản thuộc sở hữu các chính trị gia và doanh nhân Ukraine. Đây được coi là hành động đáp trả đạo luật được Ukraine ban hành hồi năm ngoái cho phép tịch thu tài sản của công dân và doanh nghiệp Nga tại nước này. Hồi tháng 8 năm 2022, Kyiv đã tịch thu hơn 900 bất động sản của Nga tại Ukraine ước tính trị giá 765 triệu đô la Mỹ. Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Chính phủ Nga nói rằng kết quả trưng cầu dân ý cho thấy hầu hết người dân Crimea muốn trở thành một phần của Nga. Song Ukraine và các nước phương Tây xem động thái này là bất hợp pháp.